Trong số những bệnh nhân nam hiếm muộn do không có tinh trùng thì chỉ một số nhỏ trong đó điều trị được để có con của chính mình, số còn lại thì đều phải đi xin tinh trùng của người khác. Nhưng hiện nay thì nguồn này tại các ngân hàng tinh trùng đều rất hiếm do thiếu người hiến tặng. Sổ theo dõi danh sách những người đã đến hiến tinh trùng tại bệnh viện. Từ đầu năm đến nay, chỉ có khoảng hơn 40 người đăng ký hiến tinh trùng và đã được sử dụng gần hết, gạch tên khỏi sổ. Tôi đang có mặt tại phòng lưu trữ phôi và tinh trùng thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Như quý vị có thể thấy thì đây là toàn bộ số phôi và tinh trùng đã được lưu trữ. Có thể nói đây gần như là một cái ngân hàng để lưu trữ tinh trùng. Tuy nhiên, nếu quan sát ở đây thì thấy có khoảng 30 bình lưu trữ thì chỉ 1/4 trong số này là những bình lưu trữ tinh trùng. Các mẫu tinh trùng này được lưu trữ trong điều kiện âm 90 độ bằng nitơ lỏng và trong thời gian tối đa là 2 năm. Thế nhưng gần như có mẫu nào lưu trữ thì ngay sau đó đều được sử dụng hết. Cái phần trăm mà của cái mẫu trao đổi hiến tặng thì hầu như rất là ít. Thỉnh thoảng lắm mới có bệnh nhân gọi điện đến để làm hiến tặng. Thực ra là cái hiến tặng thì nó cũng khó bởi vì mình cũng không có một cái chế độ gì mà bồi dưỡng cả. Theo các bác sĩ, tình trạng thiếu tinh trùng hiện đang tồn tại ở hầu hết các bệnh viện có ngân hàng tinh trùng. Về nguyên tắc, bệnh nhân nào muốn xin tinh trùng để có con đều phải thực hiện đổi mẫu, tức là bệnh nhân phải tự tìm được một người tự nguyện hiến tinh trùng cho mình, bệnh viện lấy mẫu tinh trùng của người đó và đổi cho một mẫu khác trong ngân hàng của bệnh viện. Chính nguyên tắc này đã làm khó cho những bệnh nhân hiếm muộn bởi tâm lý ngại ngần. Người ta không muốn, có thể là do quan niệm, do rất nhiều thứ và bản thân ngay kể cả chính sách thì cũng chưa có một cái khuyến khích, cho nên là rất ít người mà người ta đến để người ta hiến, và đấy là cái nguyên nhân. Bên cạnh tâm lý ngại ngần, quy trình phức tạp cũng là nguyên nhân gây khó khăn cho những người hiến tặng. Sẽ mất khoảng 3 tháng để người hiến làm các xét nghiệm an toàn trước khi được lưu trữ vào ngân hàng của bệnh viện.